À không anh ơi, em thấy xinh quá. Em tưởng là cô Á hậu vừa rồi, vừa mới thi Hoa hậu. Ồ. Cứ thấy gái đẹp này. Nào, Lâm, mời em ra nhảy. Mời các em. Mời em. Nếu tôi không nhầm, anh chính là người đã hạ tên áo đá hôm ấy. Thế thì chắc là nhầm rồi đấy. Không phải anh đâu. Không thể nhầm được. Tôi tin vào trí nhớ của mình. Trên đời thiếu gì người giống nhau. Nhầm là chuyện bình thường. Trước là sau quen. Cạn ly. Anh thực sự không phải là người hôm đó. Phải thì sao? Mà không thì sao? Em ơi, số điện thoại của anh, rảnh gọi cho anh cà phê. Đã không quen biết thì tôi gọi cho anh làm gì? Hình sáng trên đầu phải có ý nghĩa gì? Con lợn này! Bỏ nó ra! Mày làm việc cho ai? Điện đừng quên tên mày! Mày biết bố mày ai không? Thôi tôi chụp luôn. Nhầm người thôi. Con lợn này! Thôi anh ơi! Mày cái chó này! Thôi anh ơi! Thôi xin lỗi rồi! Thôi anh ơi! Con lợn này! Bỏ nó ra! Mày phá đây à? Lôi chúa ra ngoài sao? Thôi, không có gì đâu. Mọi người vui vẻ tiếp đi. Mày phải nể mất anh chứ. Em xin lỗi em. Ra xin lỗi anh Huy à? Chồng đẹp trai, thêm một vụ côn. Em xin lỗi anh. Chơi tiếp đi.